Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Đầu đây hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Next Token Aeros Row 2. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu nhé. Ok, sau khi vào đây mọi bấm Start cho mình. Rồi sau đấy mình nhập mã captcha cho mình nhé. Sai mà gấp ra. Ok. Rồi. Bây giờ quay trở lên trên này mọi người sẽ làm các nhiệm vụ tiếp theo này. Ở đây mọi người do vào kênh các kênh cho mình, kênh group và kênh trên Telegram. Ok. Rồi. Quay trở lại. Follow Twitter, like và retweet lại Twitter xem nó có tag bạn họ không, cần đúng không? Mở Twitter lên. Mời bấm theo dõi. Sau kéo xuống dưới này. Bấm like và retweet lại Twitter. Đây bài đăng này, bấm thích này, retweet lại. Ok. Follow kênh Instagram. Bây giờ quay xuống dưới cùng này. Mọi người bấm vào Summit Series Star. Rồi nhập địa chỉ email mọi người vào. Ok. Tiếp theo copy profile link kênh Twitter của mọi người. Sau đấy gửi vào đây. Ok. Tiếp đến follow kênh Instagram. Sau đấy copy profile link kênh Instagram của mọi người gửi vào đây. Ở đây bấm theo dõi này. Rồi, sau đây bấm trở lại này. Ở phần avatar này nhá. Đây. Ở đây mọi người sẽ nhớ cái username của tài khoản Telegram của mọi người này. Sau đó quay trở lại Telegram. Copy cái link này. Sau đó mọi người xóa cái dòng chữ sau cùng đi. Đây, dòng chữ chỗ gạch chéo này. Mọi người dán username tài khoản Instagram của mọi người vào đây. Sau đấy gửi. Ok. Tiếp theo follow kênh kênh Facebook này. Sau đấy mọi người gửi profiling kênh Facebook của mọi người gửi vào đây. Ở đây bấm theo dõi mình. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào ba gạch này. Tiếp theo bấm vào phần avatar. Kéo xuống dưới bấm vào ba gạch tiếp tục. Bấm vào sao chép đường link liên kết. Ok này. Sau đấy gửi vào đây. Rồi. Tiếp tục kênh Medium cũng như vậy nhá. Follow và copy profile link kênh Medium. À Medium nó bị lỗi. Thì mọi người sẽ copy profile link bấm vào avatar này, bấm vào username. Sau đây bấm phần ba gạch. Copy link. Ok, gửi link vào đây. Rồi. Kênh Reddit cũng như vậy nhá, khá là nhiều. Mở kênh Reddit lên. Ở đây bấm follow cho mình. Rồi bấm phần ba gạch. Bấm phần avatar. Bấm ba gạch tiếp tục. Copy link cho mình. Rồi gửi link vào đây. Ok. Ở đây bấm yes. Rồi mở kênh YouTube lên. Mọi người copy profile link kênh YouTube của mọi người. Trước hết bấm vào video này. Sau đấy bấm vào video đầu tiên này. Mọi người bấm vào thích này. Sau đó bấm vào chia sẻ lên Twitter cho mình nhé. Rồi. Bây giờ quay trở lại này. Mọi người sẽ lấy profile link kênh YouTube của mọi người này. Bấm vào avatar này. Bấm vào avatar. Sau đó bấm vào kênh của bạn. Bấm ba gạch. Bấm vào chia sẻ này. Bấm sao chép đường link liên kết. Ok. Gửi link vào đây. Rồi. Bây giờ quay trở lại Twitter cho mình này.
copy cái link video mọi người vừa chia sẻ đấy, sau đấy gửi vào đây. Ok, ở đây bấm join vào kênh AdRot. Ở đây bài đăng đầu tiên đây, retweet lại. Ok, quay trở lại, bấm vào yes. Rồi ở đây join vào kênh Telegram này, rồi bấm yes. Với phần địa chỉ ví, mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC ở ví Trustwallet hoặc ví MetaMask gửi vào đây cho mình nhé. Đây địa chỉ ví, mọi người dùng ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain. Sau đấy mở copy đây, sao chép cho mình địa chỉ ví, rồi sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, ở đây loại rồi vào kênh AdRot Sport này, đã rồi bấm complete. Rồi cuối cùng thì mọi người cũng có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token này, bấm buy lần trên số dư nhé. Ok, dự án này mọi người sẽ nhận được là 3 đô token BNB. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.